Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số sít sao. Ngày 23 tháng 12, dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng đội tuyển Campuchia vẫn tạo ra thế trận tương đối khó khăn trước đương kim Á quân AFF Cup là đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, Indonesia sở hữu sức mạnh áp đảo để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Bước vào trận ra quân trên sân nhà, đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đối thủ Campuchia được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-jang sớm thực hiện ý đồ khi dâng cao tấn công và áp sát ngay khi bóng lăn. Ở phút thứ 2, Izzy Maulana đưa bóng vào lưới Campuchia nhưng trọng tài không công nhận bàn của Indonesia vì Izzy mắc lỗi việt vị. Sau đó tiếp tục là Izzy Maulana tạo ra những nguy hiểm. Để rồi phút thứ 7, Ahan từ cánh trái tạt bóng vào trong vòng cấm để Izzy dứt điểm cận thành tung lưới Campuchia, mở tỷ số cho Indonesia. Bị dẫn trước khiến các cầu thủ Campuchia chơi rất nỗ lực. Để rồi phút 16, Silbaren treo bóng vào trong để Jared Rhea bật lên đánh đầu về góc trái cầu môn. Bóng dội cột dọc trước khi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Nadel. Tỷ số cân bằng 1-1 cho hai đội. Thế trận trở về vạch xuất phát khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sức mạnh của Indonesia cho phép họ tiếp tục kiểm soát thế trận. Từ những đường chuyền đơn giản, Indonesia tìm được bàn dẫn trước 2-1, phút 35, từ một đường lên bóng bên cánh phải. Đồng đội truyền vào trong vòng cấm cho Sulaiman dễ dàng đệm bóng ở khoảng cách sát cầu môn. Sức ép được các cầu thủ Indonesia tạo ra không ngừng trước khung thành của Kheo Sok Sela. Hàng phòng ngự Campuchia thì thường để đối phương phá bẫy việt vị. Thế nhưng, khả năng dứt điểm của Indonesia chưa vào nhịp khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội tạo bàn thắng. Sang hiệp 2, Campuchia vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, may mắn vẫn không tới với đoàn quân của huấn luyện viên Honda. Bên cạnh đó, màn trình diễn của thủ thành Sok Sela cũng rất đáng khen ngợi, anh đã giúp Campuchia giữ vững không để thủng lưới cho đến cuối trận. Trận đấu qua đó cũng kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về Indonesia. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong tạm đứng nhì bảng A, AFF Cup 2022. Ở lượt trận tiếp theo, Indonesia sẽ gặp Brunei vào ngày 26 tháng 12. Đây tiếp tục là cơ hội kiếm chọn 3 điểm cho đương kim Á quân AFF Cup. Trong khi đó, Campuchia được nghỉ đến ngày 29 tháng 12 mới tiếp đón Brunei trên sân nhà.